Ngày 19 tháng 5, thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an huyện Đức Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Tiến Duẩn, 24 tuổi, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Duẩn dùng mạng xã hội rao bán các loại máy sử dụng trong việc sản xuất đồ gỗ. Nhiều người có nhu cầu mua máy giao dịch chuyển tiền xong thì bị đối tượng ngắt kết nối và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bước đầu duẫn khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên vào khoảng cuối tháng 12 năm 2020 duẫn lên trang mạng Facebook mua các tài khoản của ngân hàng khác nhau và thuê người trên Facebook làm giả các giấy tờ như chứng minh nhân dân, đăng ký xe mô tô, căn cước công dân với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, đối tượng đã thực hiện trên 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức để đi cầm cố ở nhiều nơi trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Vũ Quang, Kỳ Anh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, địa bàn ngoài tỉnh như Quảng Bình, Nghệ An, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu với tổng số tiền trên 170 triệu đồng. Hiện công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án